Câu chuyện Thần Đồng Lương Thế Vinh. Từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng thông minh. Có lần, cậu đang chơi bên gốc đa cùng các bạn thì thấy một bà gánh bưởi đi qua. Đến gần gốc đa, bà bán bưởi vấp ngã, bưởi lăn tung tóe dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi chưa biết làm cách nào để lấy bưởi lên thì: "Bà ơi, bà đang làm gì thế?" Bà bị ngã nên làm rơi mấy quả bưởi xuống hố. Lương Thế Vinh đã bảo các bạn cùng lấy nước đổ vào hố. Nước dâng đến đâu, bưởi nổi lên đến đó. Về sau, Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên. Ông được gọi là Trạng Lương vì rất giỏi tính toán. Bây giờ, các em hãy cùng đi trả lời các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi số 1. Từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng vì điều gì? Câu trả lời: từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng thông minh. Câu hỏi tiếp theo: trong câu chuyện có sự việc gì đặc biệt xảy ra? Câu trả lời: Lương Thế Vinh đang chơi cùng các bạn thì có một bà gánh bưởi đi qua. Bà vấp ngã, bưởi lăn tung tóe dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi lo lắng, không biết làm cách nào để lấy bưởi lên. Câu hỏi số 3. Cậu bé Vinh đã thể hiện trí thông minh như thế nào? Câu trả lời: Lương Thế Vinh bảo các bạn cùng đi lấy nước đổ vào hố. Nước dâng đến đâu, bưởi nổi lên đến đó. Chỉ một chốc, bà gánh bưởi đã thu lại được số bưởi. Câu hỏi số 4. Vì sao Lương Thế Vinh được gọi là Trạng Lương? Câu trả lời: ông được gọi là Trạng Lương vì rất giỏi tính toán. Cuối cùng, các em hãy cùng nói lời thể hiện của mình để thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú hoặc thán phục của em khi nghe câu chuyện trên. Chúng ta có thể nói như sau. Câu số 1. Cậu bé Vinh còn nhỏ mà đã nghĩ ra cách làm thông minh quá. Câu số 2. Lương Thế Vinh thông minh quá. Câu số 3. Cậu bé Vinh nghĩ ra cách lấy bưởi thật đơn giản. Câu số 4. Thật đáng khâm phục.